Đó. Rồi, 11 người rồi, thôi được rồi, mình giảng thôi. Kể cả là 11 người mình cũng giảng thôi. Bây giờ cũng là 9 giờ rưỡi rồi. Đấy, chúng ta sẽ giảng khoảng tầm 30 phút để các bạn có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất. Thì hôm trước là các bạn đã học về quinolone đúng không ạ? Thì các bạn nhớ rằng quinolone của chúng ta là một dòng kháng sinh chuyên điều trị các chủng gram âm, đặc biệt là gram âm ngược tiến hiệu. Trong đó có gì ạ? Có cipro, oflox, norfloxacin là những cái dòng kháng sinh rất là tốt đối với các chủng gram âm ngược và tiến hiệu. Còn lại thì các nucleolone trong đó có gì ạ? Levofloxacin hay mociprofloxacin là những cái dòng kháng sinh mà dạ phổ kháng khuẩn nó rất là rộng, bao trùm các chủng gram âm và các chủng gram dương đúng không ạ? Về cả vi khuẩn không điển hình. Nên là nó điều trị trong các bệnh lý liên quan đến các bệnh lý rất là nhiều luôn. Mà người ta chỉ khuyến cáo điều trị các nucleolone của những bệnh nhân nhiễm khuẩn ở mức độ nặng có biến chứng, hiểu không chưa? Hiểu không chưa? Nên là cái phổ kháng khuẩn của nó rất là rộng, tác dụng của nó rất là mạnh, nên là chúng ta điều trị những bệnh nhân vẫn nên hết sức để ý khi các bạn kê quinolone cho bạn nha, nucleolone cho bạn nha. Rồi, thì cái nhóm kháng sinh hôm nay mình muốn nói cho các bạn đó chính là nhóm macrolide. Macrolide được chưa? Mà thuốc mà chúng ta dùng hiện nay rất là nhiều đấy, clarithromycin, azithromycin á. Được chưa nào? Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục về cái nhóm macrolide nhá, trên lâm sàng. Vậy thì thực chất nói về vấn đề nhóm macrolide ấy, thực chất là đối với nhóm macrolide ấy thì nó là một dòng kháng sinh. Khi nhắc đến macrolide nha thì các bạn hãy nhớ nó là một dòng kháng sinh dùng để thay thế nhóm beta lactam ở những bệnh nhân có chống chỉ định với beta lactam trên những các chủng gram dương. Thấy không chưa? Đối với macrolide rất ít tác dụng trên các chủng gram âm. Các bạn hãy nhớ điều đó nha. Đối với macrolide ấy, nó rất ít tác dụng trên các chủng gram âm mà phổ kháng khuẩn của nó chủ yếu khu trú trên các chủng gram dương thôi. Và nó dùng để thay thế, các bạn phải hiểu câu nói là gì ạ? Đối với macrolide, nó một dòng kháng sinh dùng để thay thế nhóm beta lactam khi bệnh nhân có chống chỉ định với beta lactam hoặc là dị ứng với beta lactam thì các bạn quay sang các bạn dùng gì ạ? Macrolide trong vấn đề phổ kháng khuẩn trên các chủng gram dương. Thấy không chưa? Vì vậy nên với những bệnh nhân mình đã nói với các bạn rồi, đối với những bệnh nhân liên quan đến các nhiễm khuẩn đường hô hấp thì người ta ưu tiên beta lactam. Ok. Và chỉ khi nào chúng ta chống chỉ định hoặc là các bạn không dùng được beta lactam thì cái đó chúng ta mới chuyển sang các bạn dùng macrolide cho bệnh nhân thôi. Các bạn hãy nhớ lấy điều này. Được chưa? Và đối với macrolide nó là dòng kháng sinh kìm khuẩn. Macrolide là dòng kháng sinh kìm khuẩn. Beta lactam là dòng kháng sinh diệt khuẩn. Macrolide là dòng kháng sinh kìm khuẩn mạnh, kìm khuẩn rất mạnh, nó diệt khuẩn yếu. Các bạn phải nhớ ra một điều như này, kháng sinh là gì? Kháng sinh là những chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn hoặc là ức chế sự phát triển của vi khuẩn với một nồng độ nhất định. Thấy không chưa? Vậy thì những cái dòng kháng sinh ấy nó có khả năng tiêu diệt thẳng con vi khuẩn, nghĩa là đánh chết con vi khuẩn luôn ấy, thì người ta gọi là kháng sinh diệt khuẩn. Còn những cái kháng sinh kìm nghĩa là gì? Kìm nghĩa là làm cho con vi khuẩn của bạn sao lại phát triển chậm lại, ức chế nó phát triển. Các bạn hiểu chưa? Kìm khuẩn nghĩa là kìm hãm nó lại. Và khi mà nó kìm hãm nó lại rồi thì cơ thể các bạn sẽ tự tiêu diệt vi khuẩn đấy, thì người ta gọi đó là kháng sinh kìm khuẩn. Thì macrolide của chúng ta ấy, nó là dòng kháng sinh kìm khuẩn mạnh, diệt khuẩn yếu. Thấy không chưa? Kìm khuẩn mạnh, diệt khuẩn yếu. Và phổ kháng khuẩn của macrolide của chúng ta thường khu trú trên các chủng gram dương thôi, trong đó có liên cầu tụ cầu phế cầu. Hình dung chưa? Liên cầu tụ cầu phế cầu. Và ngoài ra thì macrolide của chúng ta nó còn điều trị được cả vi khuẩn không điển hình. Không điển hình. Nên là trong các bệnh lý đường hô hấp ấy, chúng ta thường dùng macrolide hoặc beta lactam trong điều trị. Hình dung chưa? Còn lại các nhiễm khuẩn khác thì người ta không, gần như là hiếm khi người ta dùng macrolide, đặc biệt là trong nhiễm khuẩn đường tiêu hóa đường hô hấp thôi, thì các bạn có thể người ta dùng macrolide rất là nhiều, đúng không ạ? Viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi người ta có thể dùng macrolide đấy chứ. Hình dung chưa? Nhưng mà các nhiễm khuẩn, ví dụ nhiễm khuẩn đường ruột chẳng hạn, hay là các nhiễm khuẩn khác thì người ta rất ít khi người ta dùng macrolide. Các bạn dùng chưa? Vì macrolide của chúng ta tác dụng của nó sẽ không bao giờ bằng được beta lactam trên các chủng gram dương. Nên là với các nhiễm khuẩn gram dương các bạn nên ưu tiên beta lactam. Thế dùng chưa? Chỉ khi nào bệnh nhân không dùng được beta lactam thì các bạn mới chuyển qua các bạn dùng macrolide cho bệnh nhân thôi. Và giá thành của macrolide nó không phải là đắt. À không phải là rẻ. Thế dùng chưa? Giá thành của nó khá đắt chứ không phải là rẻ. Đấy. Vậy thì các bạn thấy là gì ạ? Vậy thì vai trò của macrolide trên các chủng gram dương và các chủng vi khuẩn không điển hình, nên là nó thường dùng để điều trị các trường nhiễm khuẩn hô hấp thôi. Nó thường dùng điều trị các nhiễm khuẩn hô hấp thôi. Còn lại nhiễm trùng da mô mềm thì các bạn dùng những kháng sinh khác. Thế dùng chưa? Giá trị cao hơn rất nhiều, hiệu quả điều trị cao hơn rất nhiều. Mọi người có hình dung không ạ? Những cái kháng sinh mình đã giảng cho các bạn rồi, các bạn nên lựa chọn nó. Còn lại macrolide thì trong các nhiễm khuẩn da mô mềm thì các bạn không nên dùng. Các bạn nên dùng ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn đường hô hấp thôi nha. Một phần nữa thì mình nói thì trong vấn đề nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới, đó chính là viêm phổi, thì các bạn dùng kết hợp beta lactam trong điều trị. Thì cái này chúng ta sẽ học trong bệnh học và điều trị phác đồ nha. Còn lại thì nó là một dòng kháng sinh kìm khuẩn mạnh diệt khuẩn yếu nha. Và cơ chế của macrolide ấy là nó ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. Vì các bạn biết là trong hôm trước mình nói về giải phẫu của vi khuẩn rồi, cấu trúc vi khuẩn rồi, nó bao gồm có chuỗi ADN, ADN, thì quinolone hôm trước các bạn học nó sẽ đánh vào ADN. Và hôm nay chúng ta học macrolide nó sẽ đánh vào ARN. Đó chính là nó ức chế tiểu phần 50S của ribosome. Các bạn dùng chưa? Tiểu phần 50S của ribosome. Và khi nó ức chế tiểu phần 50S của ribosome, dẫn đến là nó ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn, tức là tổng hợp các chuỗi protein.
Và khi nó ức chế, nó làm gián đoạn quá trình tổ hợp protein, thì đồng nghĩa việc là gì ạ? Vi khuẩn của chúng ta nó không có protein để nó phát triển lên được, và protein của chúng ta nó không thể tổ hợp phát được, nên là gì ạ? Nên là sẽ có trò kìm hãm cái sự phát triển của vi khuẩn lại và giúp cho cơ thể các bạn tiêu diệt con vi khuẩn đó đi. Và phổ kháng khuẩn thì mình nói rồi đúng không ạ, chủ yếu khu trú những cái chủng gram dương và vi khuẩn không điển hình, nên là thường nó dùng trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp, thì dùng chợ. Và nó là một dòng kháng sinh có thể phối hợp được với beta lactam trong điều trị các nhiễm khuẩn đường hô hấp, đặc biệt là gì ạ? Là hô hấp dưới, đó chính là viêm phế quản và viêm phổi, thì các bạn có thể kết hợp macrolide với beta lactam trong điều trị. Thì các bạn thấy là gì ạ? Đối với macrolide thì phổ kháng khuẩn của nó là bao gồm cả gram âm, à cả gram dương đúng không ạ, và vi khuẩn không điển hình. Còn lại beta lactam thì các bạn thấy là gì ạ? Bao trùm cả các chủng gram âm, gram dương. Vậy thì nếu các bạn phối hợp với nó thì các bạn biết là gì ạ? Điều trị được các chủng gram âm, gram dương và vi khuẩn không điển hình. Nên là trong các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh lý đường hô hấp dưới thì các bạn thường dùng kết hợp beta lactam với macrolide trong điều trị viêm phế quản hay là viêm phế quản phổi hay là viêm phổi, thì người ta hay dùng trong điều trị nếu như có nhiễm khuẩn thực sự. Hiểu không chưa? Hiểu được điều này không ạ? Và ngoài ra thì nó còn điều trị được cả HP, tức là nằm trong phác đồ điều trị Helicobacter pylori, thì cái này chúng ta sẽ học trong chương tiêu hóa nhé, phác đồ điều trị viêm lết dạ dày, được chưa ạ? Có HP dương tính đấy. Vậy thì đối với macrolide thì cái dòng kháng sinh này cũng là một dòng kháng sinh khá lành tính thôi, nên là đối với trẻ nhỏ ấy chúng ta vẫn dùng được đúng không ạ? Đúng không ạ? Trẻ nhỏ hay là người lớn chúng ta đều có thể dùng thoải mái, nhưng có mỗi một cái là giá thành của nó sao đấy ạ? Nó hơi đắt thôi, nó hơi mắc tiền thôi đấy. Và mình nhớ không nhầm thì cũng một lọ Azithromax, Azithromycin nó khoảng 165.000 một lọ. Hình dung chưa? Mình cũng không nắm rõ về cái giá thành có lẽ là các bạn sẽ nắm kỹ hơn mình. Nhưng mà mình sẽ nói cho các bạn để các bạn hiểu là khi nào các bạn dùng dạng macrolide. Hình dung chưa? Bây giờ các bạn đã hiểu về khi nào các bạn dùng macrolide chưa? Trên các bệnh lý đường hô hấp thì mình rất ưu tiên dùng beta lactam. Các bạn hình dung không ạ? Khi nào mà các bạn thấy là chúng ta không dùng beta lactam thì cái đó các bạn chuyển sang dùng macrolide cho bệnh nhân. Còn những trường hợp mà dạ viêm phế quản phổi hoặc viêm phế quản hoặc là viêm phổi thì các bạn có thể dùng macrolide để các bạn có thể kết hợp với beta lactam. Mà đối với trường hợp viêm phế quản hay viêm phổi nhé, hay viêm quản phổi nhé, thì các bạn biết beta lactam chúng ta phải dùng từ augmentin hoặc là cefa2 trở lên cộng với macrolide để nó đảm bảo vấn đề là dạ bao trùm được cái phổ kháng khuẩn cả gram âm, cả gram dương, cả vi khuẩn dạ không điển hình, được chưa? Thì cái hiệu quả điều trị nó mới cao lên được nhé. Đấy, nên là các bạn hết sức để ý trong cái vấn đề này. Và thuốc hiện nay thì các bạn thấy là dạ, thuốc hiện nay thì các bạn dùng trên lâm sàng thì chúng ta có azithromycin và clarithromycin. Còn eri thì thực chất bây giờ không dùng rồi. Chúng ta có azi và clarithromycin. Vậy thì đối với azi clavicin và erythromycin, clarithromycin và azithromycin ấy, thì nó có một điểm khác nhau thôi. Vì nó đều là thuộc nhóm macrolide, phổ kháng khuẩn của nó giống nhau. Thấy không chưa? Chỉ định của nó giống nhau. Nhưng ấy, nhưng đối với cái cách dùng nó sẽ khác nhau một chút. Là gì ạ? Là đối với macrolide là tức là eri, clari và azi ấy, thì đối với azithromycin ấy, thời gian bán thải của nó khoảng 70 tiếng. Còn lại clarithromycin thời gian bán thải của nó khoảng tầm 12 tiếng. Nên là khi mà các bạn dùng clarithromycin cho bệnh nhân ấy thì 12 giờ các bạn dùng một lần, đồng nghĩa việc một ngày chúng ta được phép dùng 2 lần cho bệnh nhân. Còn lại đối với azithromycin ấy, thời gian bán hủy của nó 70 giờ tương đương khoảng 3 ngày. Vì vậy nên các bạn thấy là gì ạ? đối với azi ấy, người ta thường dùng kháng sinh trong vòng gì ạ? 3 ngày thôi. Thấy không chưa? Thường dùng 3 ngày thôi. Vì các bạn biết là ngày hôm nay tôi uống này, ngày mai tôi uống này, ngày kia tôi uống được 3 ngày rồi, thấy không chưa? Thì thuốc nó kéo dài thì các bạn khoảng 3 ngày nữa là 6 ngày là đủ thời gian dùng kháng sinh 5 đến 7 ngày. Thấy không chưa? Đấy. Vậy thì đồng nghĩa việc là gì ạ? Đồng nghĩa việc đối với azithromycin ấy, chúng ta hiểu nguyên tắc làm việc của nó nhé, là chúng ta dùng 3 ngày thôi. Thấy không chưa? 4 ngày, 3 đến 4 ngày thôi là càng lắm rồi. Còn lại là clarithromycin thì các bạn vẫn dùng như phác đồ điều trị như bình thường. Được chưa? Vì thời gian nó hủy nó khác nhau. Đấy nhá, này các bạn hết sức để ý cái này. Và cái liều dùng azithromycin thì cái liều tấn công, bao giờ có một cái liều tấn công là liều đầu tiên, nghĩa là cái ngày đầu tiên ấy người ta gọi liều tấn công. Thì ngày đầu tiên chúng ta nên dùng cái liều 10 mg trên kg cân nặng. Cái ngày đầu tiên ấy thì cái liều chúng ta nên dùng cho bệnh nhân là 10 mg trên kg cân nặng, được chưa? Là cái liều mà chúng ta dùng tấn công cho bệnh nhân. Và sau khi chúng ta dùng liều tấn công ngày đầu tiên là 10 mg rồi thì chuyển ngày thứ hai chúng ta dùng sẽ là dạng 5 mg trên kg cân nặng, và chúng ta dùng trong khoảng tầm 3-4 ngày. Ok chưa? Đấy là cách dùng azithromycin nhá. Còn lại clarithromycin thì các bạn cứ dùng ngày một viên, sáng một tối một trong vòng 5-7 ngày thôi. Thấy được chưa? Trong các điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp. Còn nắm được chưa? Đây là nhóm macrolide và nó cũng là một dòng kháng sinh khá là an toàn. Đấy, ít tác dụng phụ đối với macrolide nhá. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là bây giờ bổ sung vào trong phác đồ điều trị bệnh nhân viêm họng thì các bạn thấy bây giờ chúng ta thấy một bệnh nhân viêm họng vào các bạn kê được những cái gì? Thứ nhất Amoc, thứ hai Ampi, thứ ba Augmentin, thứ tư Cefalexin, thứ bốn là gì ạ? Cefuroxim, thứ năm là gì ạ? Cefixim, thứ sáu là Cefuroxim, thứ bảy là Azithromycin, thứ tám là Clarithromycin. Các bạn thấy nhiều không ạ? Quá nhiều. Thấy không chưa? Đừng có dùng Levo ở đây nhá. Mình nói đừng có dùng Levo ở đây nhá. Được không ạ? Được, nhưng mà sao đây ạ?
được thì em bé bao nhiêu tuổi trở lên thì dùng được azithromycin. Thì thực chất là dạng đối với tất cả những bệnh nhân ấy thì chúng ta đều có thể dùng được azithromycin, được chưa? Azithromax các bạn đều có thể dùng được cho trẻ, nhưng mà cái vấn đề là nó phải uống được đã, nó phải uống thì các bạn mới cho bệnh nhân uống được, thấy được chưa? Còn lại thì nếu như trẻ dưới 2 tuổi mà liên quan đến bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt là viêm quản viêm phổi thì cho vào viện điều trị nha, thấy được chưa? Đấy, trẻ lớn hơn thì các bạn cho đường uống thì các bạn có thể dùng được, không vấn đề gì nha. Đấy, vậy thì tóm lại thì các bạn thấy rằng một điều là đối với các trường hợp như viêm nhiễm khuẩn đường hô hấp thì các bạn có thể dùng beta-lactam hoặc macrolide trong điều trị nha. Đấy, lựa chọn là của các bạn thôi, giá thành, hiệu quả điều trị là tùy các bạn. Vậy thì hôm nay nhóm macrolide ấy, thực chất là mình chỉ muốn nói với các bạn điều này thôi. Các bạn có hỏi gì thì các bạn hỏi đi. Các bạn hỏi tất cả những cái gì mà các bạn muốn hỏi, các bạn cứ hỏi hết đi. Hôm nay các bạn hỏi mình là anh ơi, trong vấn đề điều trị bệnh nhân viêm tức là xuất huyết kết mạc thì điều trị bằng cái gì? Thực chất là xuất huyết kết mạc ấy các bạn, một là do cái vấn đề về bụi bẩn này, do tổn thương nó đứt hệ thống mạch máu dẫn đến tình trạng là xuất huyết trong kết mạc. Vậy thì chúng ta điều trị những cái đấy thì rất đơn giản thôi, vệ sinh mặt nước mũi sạch sẽ đúng không ạ, tránh bụi bẩn vào trong, hoặc có thể là dùng Oflovit các bạn nhỏ, Ofloxacin ấy các bạn nhỏ mắt vài ba ngày, từ 4 5 ngày nó sẽ tự hết nha, cái cục đấy nó sẽ tan dần đi, nó sẽ tự hết, các bạn để ý. À, nhóm này em kết hợp với Fesomenin vẫn được, không vấn đề gì mà. Đối với azithromycin thì mình nói rồi, phổ kháng khuẩn của nó bao gồm trên các chủng gram dương nhá, trên các chủng gram dương, ok chưa, và vi khuẩn không điển hình. Vì vậy nên nó thường kết hợp với cái gì, nó thường kết hợp với beta lactam trong điều trị, nó thường kết hợp beta lactam thôi. Còn lại thì nó có thể kết hợp, đối với quinolone thì nó không kết hợp với quinolone đâu, vì các quinolone thì trong đó có cipro thì không nói gì nhá, nhưng nếu như làm levofloxacin chẳng hạn thì không cần, thấy dùng chưa? À, em cho bệnh nhân dùng Azi hay bị dị ứng em xử lý bằng cách nào khi dị ứng Azi vậy? Thì thực chất nếu như bệnh nhân dị ứng Azi em đổi sang dùng nhóm beta lactam nha, em đổi sang beta lactam và em xử lý bằng cách em cho bệnh nhân dùng các thuốc kháng histamine, được chưa nha. Macrolide là kháng sinh kìm khuẩn mạnh diệt khuẩn yếu, hãy nhớ điều đó Thu Nguyễn nha. Nó là kìm khuẩn mạnh diệt khuẩn rất yếu, tác dụng chính của nó là kìm khuẩn. Bệnh nhân ho có đờm thì các bạn không nên cho giảm ho, các bạn hãy nhớ điều đó. Bệnh nhân ho có đờm các bạn nên cho loãng đờm và sau đó cho các bạn vỗ rung. Anh nhá, cho bệnh nhân uống nhiều nước lên vỗ rung. Đấy, các câu hỏi mình trả lời cho các bạn rồi, bây giờ các bạn trả hỏi đi. Trả lời các bạn không thiếu cái gì. À, anh Nhân Trương có hỏi là anh cho em hỏi là làm thế nào để phân biệt là nhiễm khuẩn hay nhiễm virus. Vậy thì cái vấn đề bây giờ là cái mặt bệnh của em là cái gì đấy, bây giờ em không nói rõ mặt bệnh thì anh cũng không thể biết nào để chẩn đoán được. Còn đương nhiên đấy, để chẩn đoán phân biệt là nhiễm khuẩn hay nhiễm virus đấy thì ngoài vấn đề khám lâm sàng ra chúng ta còn dựa trên cả xét nghiệm nữa cơ đấy, chứ không phải là em chỉ dựa mỗi lâm sàng nó chỉ mang tính chất gì ạ, ước chừng thôi nha, nó không có một con số nhất định. Và em muốn biết nhiễm khuẩn hay không thì em nên 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 xét nghiệm cho bệnh nhân, thì em làm công thức máu và sinh hóa. Thì công thức thì em để ý cho anh chỉ số bạch cầu WBC nó sẽ tăng, neutrophil nó sẽ tăng, hoặc là các bạn làm CRP thì nó sẽ tăng nha. Đây, vì chị số gọi là lúc trước học dược lý thầy cô có nói trong các nguyên tắc dùng kháng sinh là kháng sinh diệt khuẩn kết hợp với kháng sinh diệt khuẩn là kháng sinh là diệt khuẩn kết hợp diệt khuẩn kiềm khuẩn kết hợp kiềm khuẩn, chứ không nói diệt khuẩn kết hợp với kiềm khuẩn. Em cứ thắc mắc kiềm khuẩn, em cứ thắc mắc chỗ này mãi vì phác đồ trị HP. Ok, như thế này, cái vấn đề em hỏi ấy, là cái nguyên tắc kết hợp kháng sinh người ta không kết hợp kháng sinh kiềm khuẩn hay diệt khuẩn chuẩn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây tôi kết hợp ấy là liên quan đến phổ kháng khuẩn. Bây giờ macrolide của chúng ta phổ kháng khuẩn trên các chủng gram gram dương và vi khuẩn không điển hình, ok. Ok chưa ạ?
thì beta lactam của ông ta là dạng là điều trị được vi khuẩn dạng, điều trị được vi khuẩn dạng gram âm gram dương. Vậy liên quan đến các bệnh lý đường hô hấp ấy, tôi muốn điều trị bao vây, tôi kết hợp giữa beta lactam với macrolid, thì vai trò của macrolid là điều trị vi khuẩn không điển hình. Beta lactam chúng ta dùng để điều trị các chủng dạng vi khuẩn gram âm gram dương kết hợp macrolid nữa nhá. Đấy à, còn lại thì đối với HP ấy, tại sao người ta lại dùng macrolid, tại sao người ta không dùng AZ mà người ta dùng Clary, vì người ta thấy là ngoài cái vấn đề điều trị các chủng gram âm gram dương và vi khuẩn không điển hình ra thì clarithromycin của người ta nó còn có tác dụng trên HP, Helicobacter pylori, vì vậy nên người ta mới dùng clarithromycin, người ta kết hợp với amoxicillin trong phác đồ điều trị HP. Khi bị đau mắt mà muốn uống thì nên lựa chọn kháng sinh như nào? Thực chất là đau mắt không có dùng kháng sinh nha. Bé em bé 4 tháng tuổi bị viêm phế quản khi uống amoxicillin 500 nhân 3 lần trên ngày, đi tiểu lại ra dạng bột trắng như vậy là hiện tượng gì ạ? Thực chất đối với amoxicillin ấy mà bệnh nhân đi tiểu ra dạng bột trắng ấy thì phải để ý xem có phải là dạng nó đã cặn không, cặn thận không nha, nên cho bệnh nhân uống nhiều nước, sau đó xem lại. Với những bệnh nhân ho đờm nhiều và sổ mũi nhiều thì em cứ cho bệnh nhân dùng kháng sinh là một. Thứ hai, bệnh nhân nhiều tuổi thì không cần phải giải quyết nhiều, nhưng bệnh nhân nhỏ tuổi thì em có thể cho rửa mũi nha, và cho loãng đờm để cho nó ra hết đi, hết đờm dãi đi, không vấn đề gì đâu. Phân biệt viêm họng cho virus và vi khuẩn thì chúng ta dùng cái gì? Chúng ta có một cái thang điểm để các bạn đánh giá, đó chính là thang điểm Centor. Thang điểm Centor, CNTOR, thang điểm Centor để thang điểm các bạn đánh giá nhiễm khuẩn do vi họng hay là viêm họng do vi khuẩn hay là viêm họng virus, thì các bạn lên mạng các bạn gõ cho mình thang điểm Centor nha. Được chưa? Thì nó sẽ ra cái vấn đề là với những bệnh nhân này thì các bạn nên để ý cái gì? Được chưa? Đối với thang điểm Centor thì nó quá đơn giản thôi, nó không khó với các bạn đâu nha. Viêm họng hạt điều trị như thế nào cho hết hẳn? Thực chất là viêm họng hạt nó là viêm họng mãn tính, điều trị bằng cách vệ sinh sạch sẽ thôi, không có gì ạ, không có gì đặc biệt cả. Lê Việt nhá, anh bảo này cái thang điểm Centor thì em tìm, em cứ đánh thang điểm Centor ra là nó ra, thì nó bao gồm có nếu như mà sốt trên 38 độ thì được một điểm này, không có ho được một điểm này, chúng ta có hạch cổ này, nổ hạch cổ được một điểm này, viêm amidan xuất tiết, tức là em soi họng mà có viêm amidan xuất tiết được một điểm này, tuổi dưới 15 được một điểm này nhá. Đấy thì nó có 5 điểm như thế. Nếu như cái thang điểm Centor này mà chúng ta trên 2 điểm thì các bạn được phép dùng kháng sinh nhá, dưới 2 điểm thì các bạn cân nhắc. Còn lại thì em muốn chẩn đoán chắc chắn thì em nên dùng này ạ, em nên dùng cái xét nghiệm công thức và sinh hóa nha. Trong bệnh nhân viêm đường hô hấp trên, với những bệnh nhân viêm đường hô hấp trên thì đấy, như Lê Việt anh vừa mới nói đấy, Lê Việt mới hỏi là viêm họng do virus và vi khuẩn đấy, thì chúng ta đánh giá dựa trên thang điểm Centor nha. Còn lại thì đối với những bệnh nhân viêm họng ấy, ngoài cái vấn đề các bạn dựa trên thang điểm Centor để các bạn đánh giá ra thì các bạn còn soi họng. Nếu như soi họng mà chúng ta thấy là trên amidan hay là trên họng nó có những chấm mủ, chấm trắng mủ, thì chúng ta nghĩ đến viêm họng do vi khuẩn. Còn lại nếu như mà chúng ta soi họng mà toàn bộ niêm mạc họng nó đỏ rực lên ấy, thì các bạn nên nghĩ viêm họng do virus nha. Anh Béo có hỏi là đối với trẻ dưới 10 tuổi ho đờm sổ mũi đau họng, ngoài ra cho kháng histamine loãng đờm giảm đau, mình cho thêm pret được không? 10 tuổi thì đối với các bệnh lý về họng mình không thích dùng pret slow. Thứ hai là mình cũng không thích dùng histamine, kháng histamine cho bệnh nhân này. Cứ ho đờm mũi thì em cứ cho kháng sinh là 1, loãng đờm là 2, có cái gì cho cái đấy, không thì thôi nhá, phổ dung cho nó. Anh ơi, em ở em khách mua thuốc cứ đòi kê liều cao là kê thế nào? Thực chất là bây giờ anh phải xem cái mặt bệnh của bệnh nhân là cái gì. Chúng ta không được phép kê liều cao, ok, chúng ta không được phép kê liều cao, chúng ta cứ kê chuẩn liều cho bệnh nhân và chúng ta giải thích cho người ta thật kỹ nha. Rồi các bạn hỏi đi. Các bạn hỏi đi ạ, hỏi tất tần tật những cái gì đi. Buổi hôm sau mình giảng cho các bạn dòng kháng sinh còn lại là metronidazole, được chưa? Tức là 5 nitrosamidazole và một số kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid, tức là aminosid, được chưa? Để các bạn tìm hiểu, để các bạn điều trị bệnh nhân nha. Thực chất là những cái kiến thức này cung cấp cho các bạn rất là nhiều thứ, được chưa? Cung cấp cho các bạn cực kỳ nhiều thứ luôn. Đó, nó có lẽ chưa chắc là các bạn đọc sách các bạn đã có được những cái này. Chào Nguyễn Thị Thu Phương, ôi dồi ôi, lâu lắm rồi mới thấy Thu Phương xuất hiện trên đây. Một ngày hôm nay mình rep không biết là bao nhiêu tin nhắn của các bạn nữa, nhưng mà ok, vẫn có thời gian để mình rep cho các bạn.
các bạn cái bạn Zalo trong phía mình với là cái bạn Facebook với mình, các bạn nhắn tin, các bạn hỏi, cứ có ca nào khó các bạn hỏi. Hay hôm nay có mấy bạn gọi điện cho mình, cứ có bệnh nhân là mình hỏi. Trẻ em dưới 1 tuổi bị sổ mũi, ngạt mũi, có nên cho uống clofiramin không bác sĩ? Thì cái này là chuyên ngành của anh Thìn rồi, bác sĩ tai mũi họng. Quên, anh Thìn bác sĩ đang làm mặt chứ, mình xin lỗi. Thì với trẻ trên 8 tháng là anh có thể dùng cho bệnh nhân deloratadine. Anh dùng cho bệnh nhân deloratadine được nhá. Clofiramin thì cái tác dụng phụ nó ức chế giữa trung tâm hô hấp, rồi nó ức chế thần kinh trung ương, nó gây buồn ngủ, thì không nên dùng cho trẻ nhá. Trẻ nhỏ thì không nên dùng clofiramin, mà anh nên cho bệnh nhân dùng deloratadine sẽ hay hơn. Được chưa? Mà nó có biệt dược Aureus ấy, anh có thể cho bệnh nhân dùng được anh Thìn nhá. Viêm họng do virus thì không dùng kháng sinh, đúng rồi. Vệ sinh họng thôi, đúng rồi. Chị Quỳnh nhá. Phương Mai có hỏi là thưa thầy, em thấy người ta kết hợp C33 với quinolone ạ. Thì thực chất với những bệnh nhân mà người ta kết hợp C33 quinolone ấy là trên nền bệnh nhân nhiễm khuẩn mức độ nặng rồi, thì người ta kết hợp C33 quinolone, ví dụ ở những bệnh nhân với phổi mức độ nặng. Viêm phổi mức độ nặng nhá, thì các bạn nên kết hợp C33 quinolone. Còn lại những trường hợp khác thì người ta sẽ không kết hợp C33 quinolone đâu. Nếu cho bệnh nhân dùng methylprednisolone dài ngày có ảnh hưởng gì không? Có chứ, ảnh hưởng đến rất nhiều loại khác. Thứ nhất là giữ muối vào nước gây phù, thứ hai là dạ chuyển hóa đường làm tăng đường máu, thứ ba chuyển hóa mỡ gây rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể các bạn, tiếp theo là dạ ảnh hưởng đến xương gây loãng xương, gây cường cận giáp, rồi sau đó là dạ nó ảnh hưởng đến tuyến thượng thận gây suy thượng thận cấp, nó rất là nhiều cái. Được chưa? Quầy thuốc gia đình ơi, em hiểu không? Không được cho bệnh nhân dùng prednisolone kéo dài, hãy nhớ lấy điều đó, tác dụng phụ của nó cực lớn. Lý Nguyễn có hỏi nếu bệnh nhân không ho nhưng bị khàn giọng mất tiếng thì làm thế nào ạ? Với những bệnh nhân không ho khàn giọng mất tiếng, em cho bệnh nhân khí dung prednisolone, methylprednisolone, clorolumerone ấy, khí dung corticoid, hoặc cho bệnh nhân dạng ngậm alpha choay hoặc dạng hoặc uống corticoid vài hôm hết, nó là viêm thanh quản nha, nhớ nhá. Anh ơi, kháng histamine và phối hợp với long đờm thì có đối kháng không? Thực chất là gì ạ? Thực chất em dùng thoải mái không vấn đề gì đâu nha, dùng được không vấn đề gì. Người ta cứ bảo là kháng histamine nó gây đặc đờm, dùng loãng đờm nó gây loãng đờm, nếu hai dùng hai cái này có vấn đề gì không? Thì thực chất như thế này này. Thực chất ấy, một khi em đã dùng loãng đờm ấy, thì chúng ta không nên dùng kháng histamine. Vì vai trò kháng histamine nó ức chế ho. Thấy không? Nó ức chế ho. Nên là nếu như mà chúng ta dùng loãng đờm với kháng histamine ấy, thì nó gây tác dụng hơi ngược lại một chút. Thì cái này anh sẽ giảng cho các em về bài loãng đờm. Thì khi mà bệnh nhân đã dùng loãng đờm rồi, chúng ta tích cực vỗ dung để cái phản xạ ho nó không tống đờm rãi ra ngoài. Đờm rãi nó ra ngoài nó sẽ mang theo dịch viêm, vi khuẩn, virus đi ra bên ngoài. Thấy không? Nên là chúng ta vỗ dung càng nhiều bao nhiêu, bệnh nhân ho khạc càng ra nhiều đờm bao nhiêu, thì đồng nghĩa việc bệnh nhân càng nhanh khỏi, hãy nhớ điều đó. Hoàng Nguyễn có hỏi là cho mình hỏi là Clary cộng Amoc để điều trị HP, nhưng theo được biết là Amoc không được dùng với bệnh nhân này đúng không? Bệnh nhân này là bệnh nhân nào vậy? Thực chất là phác đồ mà các bạn dùng cho bệnh nhân để điều trị HP ấy, thì chúng ta có Amoc cộng Clarithromycin là phác đồ đầu tiên nha, các bạn dùng vẫn dùng được không vấn đề gì. Quầy Vũ Nga có hỏi là ho đờm cho loãng đờm, bệnh nhân ho nhiều lại lo lắng là dùng thuốc bị nặng hơn mà giải thích mãi không hiểu, có cách nào khắc phục không? Em cứ gọi điện cho anh Quầy Vũ Nga nhé. Khi bệnh nhân đến em cứ gọi điện cho anh giải thích cho. Tất cả những bệnh nhân khó tính nhất anh đều có thể chiều được. Vì anh làm ở viện nhiều rồi, anh làm cấp cứu nhiều rồi nha. Bây giờ anh làm tim mạch thì tất cả những bệnh nhân khó tính anh đều có thể giải thích được. Em không phải lo, em cứ gọi điện, nhấc điện thoại lên alo anh alo bác sĩ hoặc là alo anh anh giải thích cho bệnh nhân giùm em. Đấy, giới thiệu rõ ràng anh này là bác sĩ này đây là thầy của cháu hoặc là gì ạ? Hoặc là bác sĩ nào ở viện này đây để giải thích cho cô. Đấy, người ta sẽ nghe và anh sẽ giải thích cho người ta để người ta hiểu. Bác sĩ cho em hỏi là bé 3 tháng tuổi sau khi điều trị viêm phổi từ khi xuất viện tới nay buổi ngày chơi bình thường, buổi đêm từ 2 giờ 5 giờ sáng cứ bị ngạt mũi, nhỏ đông mũi xịt ly mãi mà không đỡ. Nhờ bác sĩ tư vấn, thực chất là về đêm ấy nó lạnh nên em để ý cổ của nó nhá, để ý cổ này, được chưa? Thường đừng bao giờ cho quạt thốc vào mũi nó. Được chưa? 3 tháng tuổi nhá. Vào mùa này hay có bệnh ho khan mà kéo dài lắm, anh cho hướng điều trị. Với những bệnh nhân ho khan chúng ta có thể dùng tapicodin được. Với những bệnh nhân ho khan chúng ta dùng tapicodin được. Đặc biệt cái thời tiết mùa này ho do kích ứng thời tiết, tức là thời tiết nó trở lạnh ấy, thì em có thể dùng kháng histamine cho bệnh nhân được nha. Kháng histamine thế hệ 1 ấy. Được chưa? An Nhân Trương có hỏi là dạ em hỏi là tại sao uống metronidazole. Ok, cái này thì chúng ta sẽ để hôm sau nha. Hôm sau mình sẽ giảng cho metronidazole mà. Bệnh nhân người lớn bị ho kích ứng, ho liên tục không đờm thì dùng kháng histamine. Ok, không cần phải dùng kháng sinh, ho kích ứng không cần dùng kháng sinh, dùng kháng histamine thôi.
Thu Nguyễn có hỏi là thầy ơi, thường những bệnh nhân bị nghẹt mũi rất lâu hết vậy, ngoài cho kháng histamine thì làm sao cho bệnh nhân hết máu máu hết được? Thì thực chất với những bệnh nhân liên quan đến ngạt mũi ấy, chảy nước mũi ấy, thường liên quan viêm mũi dị ứng như này, thì cái môi trường nó ảnh hưởng rất là nhiều, chăn chiếu, giường chiếu rồi cái bụi trong nhà ảnh hưởng rất là nhiều. Vì vậy em nên thay đổi cái môi trường sống của người ta bằng cách dọn dẹp hết nhà cửa này, chăn chiếu các thứ giặt hết này, sẽ giúp thông thoáng hết nhà cửa đi. Ok chưa? Đấy thì nó sẽ ổn định thôi. Và thứ hai là ngạt mũi phải để ý xem vấn đề về polyp nhé. Polyp xoang, polyp về cái mũi này. Không ho, không rát họng mà mất tiếng, khàn tiếng, lại đau dạ dày, khả năng là viêm họng hoặc viêm thanh quản do trào ngược. Nguyễn Thu Phương có hỏi là viêm tiết niệu 3 lần, lần 3, 3 tháng liên tục đi, ra máu buốt, đái rát, dùng liều Ceproxim 200mg 6101 Cipro, Mitasum Bleu, em kê thêm 3B ổn không? Ok, nhất trí, nhưng em chỉ cần dùng một loại thôi Phương ạ. Em có thể dùng cho bệnh nhân Ceproxim hoặc em dùng Cipro thôi, dùng hai loại này mạnh quá. Được chưa? Em dùng một loại thôi là ok rồi nhá. Cái này khả năng là viêm bàng quang. Đái ra máu thường viêm bàng quang. Nên nếu em không thì em bỏ hai thằng đấy đi, em dùng cái Levofloxacin cho bệnh nhân ngày một viên. Đối với những bệnh nhân mà bị tái viêm họng, em cho uống Omentane 1g rồi ấy, uống 5 ngày mà 30 ngày lại tái lại, đặc biệt mùa đông thế này hay bị viêm họng lắm, anh có cái nào khắc phục không? Thực chất nếu như bệnh nhân viêm họng, đặc biệt là viêm A, với trẻ với những bệnh nhân này thì viêm A liên tục thôi, thì cái quan trọng hàng đầu là vệ sinh răng miệng cho người ta đã. Nếu như em không đảm bảo vệ sinh thì rất là hay bị tái lại luôn. Đấy, vệ sinh răng miệng, nếu như mà 1 tháng hoặc 1 tuần, 2-3 tuần là tái lại một lần thì chúng ta nên cố gắng nạp amidan đi. Tepin codein không được bán thì dùng dextromethorphan nhé. Bác sĩ ơi, bệnh nhân viêm phế quản mãn tính ho khan từng cơn, sai rồi. Nếu em chẩn đoán bệnh nhân viêm phế quản mà ho khan là sai rồi. Đặc tính điển hình bệnh nhân viêm phế quản là viêm ho có đờm chứ không ho khan. Nếu ho khan thì em nên để ý vấn đề về viêm họng hoặc viêm ho do kích ứng. Em dùng các thuốc kháng histamine hoặc là dextromethorphan bệnh nhân xem. Ok nhá, quầy thuốc gia đình nhá. Bé 20 tháng tuổi, sổ mũi liên tục hay tái đi tái lại, có cách nào khắc phục không vậy? Thực chất là gì ạ? Thường nó liên quan đến viêm mũi họng. Viêm mũi họng chỉ cần vệ sinh sạch sẽ cho nó thôi, nó sẽ tự hết. Được chưa? Ok, hôm nay trả lời cho các bạn rất là nhiều câu hỏi rồi, cũng qua 30 phút rồi. Nhá. Thì còn các câu hỏi khác của các bạn thì mình sẽ giải quyết sau nha, 10 giờ rồi. Thực chất là mình giảng từ lúc 5 giờ, 5 rưỡi đến tận 10 giờ, 4 tiếng gần 5 tiếng đồng hồ. Đấy, thì còn có cái gì thì các bạn cứ hỏi sau cho mình nhé. Ok, mình sẽ trả lời cho các bạn từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Được chưa? Chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi, anh mình chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi chứ mình thì không ngại khổ, không ngại khó. Chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi. Và chỉ cần các bạn nhiệt tình thôi. Các bạn nhiệt tình bao nhiêu thì mình nhiệt tình với các bạn bấy nhiêu. Ok, không khó khăn gì cả nhá. Quầy thuốc gia đình có hỏi là bệnh nhân đi tiểu nhiều lần, uống bổ thận rồi mà không đỡ, khoảng 10 phút đi một lần thì dùng thuốc gì ạ? À? Em xem bệnh nhân này bao nhiêu tuổi, thứ hai là em xem tiền liệt tuyến bệnh nhân là bao nhiêu. Sợ là liên quan, nếu nam giới thì liên quan đến phi đại tiền liệt tuyến á nhá. Ok, được rồi, chúng ta kết thúc buổi livestream ở đây nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Bye bye mọi người nha.